Xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Và hôm nay em lên sóng với tất cả mọi người thì cũng gần Tết rồi, rất là cận Tết rồi. Và hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng thì có một cái chương trình gọi là tri ân tặng quà tới toàn thể quý khách hàng trong thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ giúp Quỳnh Phạm. Đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay đó chính là một cái mẫu lồng trên tay em Quỳnh đây. Hàng này là hàng lồng nhốt chim Dada. Thì đối với dòng sản phẩm này để chúng ta bảo tồn những cái dòng chim Dada đó, hàng này của nó thì về chất liệu chúng ta sẽ đi chi tiết là chất liệu là tre gai. Đó, kiểu dáng của nó cực kỳ là ok nha mọi người nha. Riêng đối với dòng sản phẩm này nó có một cái ưu điểm cực kỳ lớn, đó chính là nhốt chim Dada cực kỳ là nhanh thuần. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, độ bền của nó cực kỳ là cao. Đó, và cái thứ ba nữa là làm kỹ thuật rất chi là kỹ càng và cẩn thận. Đây là ba yếu tố mà đưa tới tay khách hàng sẽ nhận được. Đó, và tiếp theo nữa ở tại buổi video này, Quỳnh Phạm sẽ có một cái chương trình tri ân gọi là khi anh em mua một chiếc lồng Dada này, Quỳnh Phạm sẽ tặng kèm các bác túi bổ nha mọi người nha. Tặng kèm các bác hai chiếc túi bổi này đi kèm này, và miễn ship vận chuyển về tận nhà cho mọi người luôn. Túi bổi này có một cái công dụng làm gì ạ? Chúng ta khi đi săn bẫy đó, chúng ta đánh được chim Dada, chúng ta dùng chính cái chiếc túi bổi của em Quỳnh cho đây, chúng ta đựng vào để chúng ta bảo tồn mang về nhà và nuôi trong chiếc lồng này nha mọi người nha. Thì đối với dòng sản phẩm này tre gai này, và đã được sơn màu gì ạ? Sơn màu rất chi là kỹ và cẩn thận như này rồi đó, được sơn bóng như này rồi nha các bác nhá. Đó, sơn chống mọt đó. Chống mọt hàng này của nó thì đã được láng keo láng cát đầy đủ ở dưới rồi. Dưới mệt mọi người có thể quan sát kỹ này. Và ở trên phần trên đều có chống tốc giúp cho chim chống bể đầu. Đó mọi người lưu ý nhá. Và kiểu này là kiểu lồng kín. Đối với sản phẩm lồng kín này thì hai bên này đều có gì ạ? Hai cái thanh cửa đan xuống đây. Mọi người về chúng ta nuôi, chúng ta nếu mà thích cho nó thoáng, chúng ta có thể lấy kìm bấm hai cái na này ra, hoặc không chúng ta cứ để như này. Đó, đây các bác nhá. Đó, bên này cũng có này, hai lỗ thông thoáng này. Còn thức ăn cống nước chúng ta có thể ngoắc ở phía trước này. Đó, để cho chim thò đầu ra để ăn. Tại buổi video này vừa tặng quà vừa miễn phí vận chuyển luôn với giá sở hữu về tay và bao nhiêu ạ? 479.000, anh em lưu ý nhá. 479.000 miễn phí vận chuyển, nhận hàng, mở hàng ra, kiểm tra và thanh toán. Mẫu lồng đúng như ở đây. Đây là một mẫu lồng kín, anh em lên đơn giúp em ghi là khi đặt hàng nói giúp em là lồng kín mẫu lồng số 1 giúp em ạ. Đây gọi là mẫu lồng kín mẫu lồng số 1 giúp em ạ. Mẫu lồng chim Dada các bác nhá. Đó, kiểu dáng cực kỳ là ok luôn. Form rất trở tròn. Đó, trên này đều có chống tốc, láng keo, láng cát đầy đủ rồi. Các bác nhìn phần mệt của nó này, cực kỳ là cứng cáp luôn nha mọi người nha. Phần mệt rất chi là cứng cáp. Các bác lưu ý nhá. Phần mệt cực kỳ là cứng cáp luôn anh em nhá. Bao cho anh em luôn, dùng anh em dùng chán thì thay đổi lồng thôi. Để mà nói hỏng, Quỳnh Phạm nghĩ không hỏng được đâu ạ. Tại vì cái chất liệu láng keo cực kỳ là cứng cáp, mọi người yên tâm nha. Đó, láng keo cho chim mài mỏ, mài móng gì ạ trong quá trình chúng ta nuôi chim. Đó, hàng này cực kỳ là đẹp nha mọi người nha. Quan sát kỹ lại một lần nữa về nước sơn của nó này. Đó, kiểu dáng cực kỳ là ok nha mọi người nha. Đó, anh em thích kiểu dáng này thì anh em lên cho em giúp em là lồng số 1 mẫu lồng kín giúp em. Đó, form rất chi là tròn bầu như này. Đó, giá 479.000 Quỳnh Phạm xin nhắc lại. Ngoài dòng sản phẩm mẫu lồng số 1 này ra, bên em có mẫu lồng số 2, mẫu lồng số 4, mẫu lồng số 5 và mẫu lồng cao cấp Quỳnh Phạm sẵn kho số lượng rất chi là nhiều. Và đại diện ở đây Quỳnh Phạm chỉ trưng bày lên một chiếc để anh em chúng ta dễ quan sát hơn thôi. Đó mọi người lưu ý nhá. Đó, kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đó anh em nhìn này. Đó, giá thì Quỳnh Phạm báo giá công khai rồi, anh em ok thì qua shop ủng hộ cho em. Ngoài dòng sản phẩm lồng bảo tồn chim Dada, bên shop Quỳnh Phạm lụp mệt bẫy bìm bịp, lụp cuốc đầy đủ, loa đài âm ly phụ kiện săn bẫy, và quan trọng nữa bên shop Quỳnh Phạm nhận ra công lưới cho tất cả quý khách hàng. Anh em đang xem video nhớ ấn vào góc trái màn hình để ấn vào chữ đăng ký kênh và ấn vào phần chiếc chuông, ấn chữ tất cả để xem những video hàng ngày Quỳnh Phạm lên sóng cho tất cả mọi người nha. Chúc toàn thể cô chú anh chị em chúng ta xem video vui vẻ. Chúc anh em chúng ta đam mê và thành công hơn nữa. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác buổi video sau nhé.